đéo đặt số à? Không đặt số rồi. À giật. Ok. Ừ. Đúng rồi, trận hôm qua định cát là trận hôm nay. Tuy nhiên nó bị hoãn nên bây giờ mới bắt đầu. Tí nữa thì chắc là các bạn sẽ cát như vậy là mình vừa kêu Ben 10 và Ben 10 đã set up lại ok rồi. Vấn đề về donate mọi thứ. Mấy hôm vừa rồi thì mình ốm, hôm nay thì bắt đầu với đỡ hơn tí để vào đây bình luận mọi người. Hôm trước thì khá là đáng tiếc, trận chung kết rất hay của G2 mà lại không cát được, quá là tiếc luôn. Hôm nay bắt đầu với có thời gian mà bình luận trận này. Anh em có câu hỏi gì thì cứ hỏi khi mà trận đấu nó chưa bắt đầu. Hai team bây giờ mới bắt đầu vào server thôi. Thực ra huấn luyện viên thì vẫn được vào lobby bình thường. Tại vì khi một huấn luyện viên mà người ta vào lobby ấy, nó có sẽ có một chế độ riêng dành cho huấn luyện viên. Nó có một cái lệnh riêng dành cho huấn luyện viên thì nó chỉ xem huấn luyện viên của team nào thì chỉ xem được cái team đấy thôi các bạn ạ. Không được xem được team khác. Như kiểu các bạn chỉ xem được bên phía T-side hoặc CT-side thôi. Map này á, Fnatic ngày xưa thì rất là mạnh, còn bây giờ thì mình không rõ. Tại vì dạo là gần đây mình xem Fnatic bắn map này cũng không hay lắm. Mày em chơi bị chậm nhịp. À, mày em đòi tiền. Mày em đòi tiền nên nó mới bị chậm đấy. Em bơm cho nó ít tiền thì anh nghĩ là nó sẽ không chậm nữa. Lay up trận mic à, giải mic à. Thì cuối tuần này anh em phải biết. Chủ nhật tuần này sẽ anh em phải xem để mới biết được. Giải mic. Ben 10 rank gì à? Ben 10 được xếp vào rank B cộng. Ben 10 được xếp vào rank B cộng. Stream hơi giật à? Stream anh em thấy nó có bị giật không? như vậy là trận đấu được bắt đầu. Xuất phát bên phía CDSide trước, bây giờ đang là Fnatic. Trong khi đó bên phía T-side là team KingGui. Và bây giờ thì các bạn thấy có vẻ như đây là map pick của team KingGui. Nên Fnatic sẽ chọn sai chăng? Ở cái kèo đấu của VP và Achilles thì mình có đọc qua rồi. Sẽ cố gắng xin bản quyền để bọn mình có thể bình luận cái trận đấu đấy cách bình thường. Đấy là điều mong muốn, tuy nhiên nó còn khá lâu đấy. Sắp tới thì Việt Nam mình sẽ có rất nhiều giải. Và bây giờ như các bạn thấy một tình huống đẩy shot đấy từ cái Việt Fnatic. Như vậy là Fnatic đang solo A. Như có 2A, một đến từ vị 3. Bây giờ thì đẩy shot đẩy thẳng vào khu vực connector. Một tactic khá là dị. Chủ động đẩy shot tiến vào connector. Trong khi đó bây giờ KingGui họ đang hầu 4 khu vực mid, 5 mid rồi. Có đẩy lên hay không? Fnatic đang giữ khu vực đường giữa, tuy nhiên thì khu vực nhà vệ sinh đang bỏ hẳn. Bây giờ KingGui chuyển tăng thẳng vào khu vực bao xe A là chắc chắn sẽ là tỷ số sẽ là 1-0 dành cho các thành viên KingGui rồi. Bắt đầu một bạn đến từ vị trí của Denis. Vâng, King ở Pistol Denis vừa có một bạn của Sparrow. Bây giờ thì có tràn ra hay không? Michu đang muốn tràn ra. Flusa bắt đầu đẩy vào. Bây giờ thì bom vẫn chưa đặt và Lusa lộ tiếng rồi. Vâng, Lusa vừa nhìn cái gì đó. Có một điều đầu súng vào Denis. Denis, vâng Denis làm gì vậy? Bây giờ thì Denis có double kill rồi. Các bạn thấy King of Pistol tiếp tục rê lốp và có mạng ra lên. Michu đổi đúng mạng Denis thành công. Giờ làm tiểu mối với này. Bắt đầu trả bom hơi khó cho team KingGui rồi. Bây giờ Sparrow có mạng Lusa. Nhưng hồi lốp có double kill. Bây giờ thì Michu cũng có được 2 mạng. Michu yếu máu.
Và bang bị móc đến từ vị trí của Michu và GW. Vâng, GW. Bây giờ thì Michu đang lùi lại rồi. GW đang góc đứng đẹp hơn. Có vẻ như GW sẽ biết điều đó. Và như vậy là GW. GW vẫn chưa có mạng. Chỉ còn 11 máu đến từ Michu rồi. Quá khó. Và bây giờ thì Michu nằm xuống với GW. Tỷ số là 1-0 dành cho Fnatic. Tiếp cái máy tao đi. Ra ra cái chỗ máy tao vừa chơi ấy. Lấy tao cái bát cơm ở đấy. Biết cái máy tao vừa chơi không? Phải luôn, anh lo 41. Có cái bát cơm sau lưng quên mất. Vâng, như vậy là vừa rồi. Vừa rồi thì có một bạn donate chọn mình 200k. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Bây giờ tiếp tục là một tướng tràn mít nhanh đến từ team Kid Gui rồi. Tăng đẳng qua smoke, Dedit có một mạng. Bây giờ thì Blusa có mạng của Michu. Blusa có double kill trước khi nằm xuống. Tiếp tục thì Dedit có bị hạ gục bởi Sparrow. Các bạn thấy những tình huống bắn lục rất tốt của team Kid Gui. Thường thì họ bắn lục họ luôn đổi được mạng. Bây giờ chúng ta xem Sparrow với cổng Deagle có mạng không. Và bây giờ Sparrow, Sparrow chưa có mạng. Sparrow có mạng của Lobaster. Đổi được ngay mạng hay không. Như vậy là yếu máu đến từ vị trí của Sparrow. 6 máu mà thôi, và như vậy là Sparrow nằm xuống 7 GW rồi. Còn lại một mình Hyper mà thôi. 1v2. Hyper sẽ quyết định xử lý như nào tình huống này. Vâng, còn 50 máu và có giáp 1. Đặc biệt Hyper đang có một quả smoke. Với quả smoke thì có thể làm được cái điều gì đó. Có một quả smoke thì có thể fake sai được. Và bây giờ chúng ta hãy xem. Hyper đang bò vào khu vực bom xe à. Nhảy check đến từ vị trí của GW. Mình không nhầm thì GW đang nhảy check. Và Hyper quyết định vào bom hay không? Thời gian còn 40 giây đủ để xử lý. Và GW có vẻ như lộ tiếng rồi. Bây giờ GW, GW biết được đối phương. Và như vậy là GW kết thúc đào đấu tỷ số 2-0 dành cho Fnatic. 2-0 dành cho các thành viên Fnatic. Thực sự thì donate 200 mà bảo mình mua bia thì chắc thôi thôi, từ tạm thời đã. Mấy hôm trước thi đấu ở map The Beer nhiều quá, giờ đang ốm lật mồm bên này. Có dám hung hăng gì đâu các bạn. Dạo này đang ngoan ngoãn. Sau hôm thi đấu ở map The Beer với ông Kazima, mình đã thất thủ hoàn toàn. Bây giờ thì đang nằm im thôi. Và bây giờ lại là một tiếng đẩy mid của Dennis. Các bạn thấy Dennis đang bắn khá lắm. Cái gì vậy? Crimson bắn cái gì vậy? Bây giờ thì Flusa đang muốn đẩy vào. Và Crimson lên đua vào hết. Flusa bắn USP à? Vãi luôn. Vâng, tôi đang không hiểu mình như vậy là Volusa nằm xuống bởi Sparrow. Không coi thường đối phương quá đáng chăng? Fnatic đang coi thường đối phương một cách quá đáng. Volusa không thèm mua súng bắn USB. Trong khi đó thì... trong khi đó thì Crimson bắn đua Blade ạ. Bây giờ làm được 4v3 rồi. Cả 4-3 thành viên của team Kid Gui đang yếu máu. Vâng, có một tình huống móc máy đến từ Olof hay không? Một ông thì mua súng đẩy mít. Một ông thì bây giờ đến một quả flash. Crimson với khẩu dual blade. Các bạn xem có thủ được bom xe B không. Bây giờ thì Crimson đang solo B với khẩu dual blade. Bây giờ mà Crimson chết thì đúng là một tình huống rất là buồn cười. Có vẻ như Fnatic họ đọc được gì đó. Như vậy là chưa biết, vẫn làm... úi rồi đây rồi, hàng về rồi. Bây giờ thì một bạn đi từ Olofacer bắt đầu tràn vào bom xe B. Vâng, Crimson với khẩu đua Blade có bao bạn hay không? Vâng, Crimson làm gì vậy? Vâng, Crimson đang bị lừa. Bây giờ, một bạn đi từ JW bắt đầu tràn vào bom xe B. Vâng, Olof đang có vị trí đứng đẹp quá rồi. Rất khó rồi, và bây giờ Olof có double kill. Và Olof chuẩn bị có triple kill đến từ Olof. Quá là dễ dàng, và tỷ số là 3-0 dành cho Fnatic. Một round đấu mà thực sự là khá là bất ngờ lối chơi của team Fnatic. Một thanh niên bắn USP, một thanh niên đi làm khẩu Dua Zeta. Khỏi đọc là Dua Zeta. Mình toàn đọc sai khẩu này rồi. Tỷ số bây giờ là 3-0. Và bây giờ tiếp tục là một round full buy đến từ cả hai team. Có hai orb đến từ Fnatic rồi. Dennis và Flusa đang là hai người bắn orb. Thực sự là nếu mà nói về khả năng bắn orb thì mình đánh giá cao nhất Olof Meister trong team Fnatic. Một orb toàn diện và chắc chắn nhưng khá là bất ngờ. Khi mà bình thường thì GW là người bắn orb thì GW lại không bắn orb. Và Olof cũng không bắn orb nữa. Mà người bắn orb đó lại là Dennis và Flusa. Một điều làm mình khá là bất ngờ trong trận đấu ngày hôm nay.
Bây giờ thì Olof vẫn đang giữ cho mình khẩu UP 45. Bắt đầu trả lời lòng, chưa có mạng đến từ vị trí của Flusa rồi. Flusa là player bắn rất là cơ bản, bắn theo kiểu chắc tay. Tuy nhiên thì việc Flusa cầm off cũng là một việc mình rất ít khi gặp. Ông Flusa là player bắn rất chắc tay, nhưng mà rất ít khi Flusa bắn off. Bây giờ thì bắt đầu với chiếm nhà vệ sinh. Các bạn thấy ở tầm thế giới họ sẽ đến 50 giây họ bắt đầu với control khu vực nhà vệ sinh thôi. Bắt đầu quả smoke được ném che mặt Flusa, chắc chắn là như vậy. Quả smoke che khu vực A long gần. Bây giờ thì Dennis có mạng của Spero. Một tà tích cực kỳ dị đến từ Vlatic. Bắt đầu móc connector vào Zemlew. Zemlew gà gục bao rồi, bom rơi. Bây giờ thì Zemlew đã tràn bom. Các bạn thấy Krim Z cũng đang móc bề. Bây giờ thì Vlatic họ đang cầm hoàn toàn tình hình rồi. Họ đang móc toàn bộ cái đường. Và bây giờ Flusa đang là người trong bom, nhảy đến nóc thùng. Đó, như vậy Dennis có được cho mình một bạn. Flusa và Dennis kết thúc đào đấu với tỷ số 4 cơ hội cho Vlatic. Một tà tích cực kỳ dị trong trận đấu ngày hôm nay. Flusa và Dennis mỗi người một khẩu op. Một op ở nhà vệ sinh và một op ở khu vực A long. Bình thường thì các team họ sẽ bắn hai op, một op B và một op A. Chứ ít khi nó bắn theo kiểu là hai op A như thế này. Mà một tà tích mới chứ. Tà tích họ đang nghĩ gì đây? Và bây giờ tiếp tục là tà tích hai op. Fox bài đến từ cái viên Kin Gui khi họ thua 4 round liên tiếp rồi. Bây giờ thua thêm thì họ sẽ được cộng mỗi round 3.400 tiền. Có một tình huống cố tình phớt mid đến từ vị trí của Dennis nhưng không thành công khi mà Dennis vừa ăn flash, bắt buộc phải lùi về khu vực nhà vệ sinh. Vẫn là một tình huống kẹp hai op và bây giờ thì tràn nhanh khu vực bom xe A khi mà Kin Gui biết rằng Vlatic đang bắn đến hai op trong khu vực bom xe A. Hai op sẽ kia bị tràn bom nhanh thì rất là khó để thủ được. Bây giờ thì bắt đầu một lửa để trả ra rồi, tiếp tục thêm quả lửa nữa. Các bạn thấy luôn luôn là một phong cách, đó là lửa ném một bên và một bên để kê, phong cách cơ bản các team đều dùng. Thường thì các bạn sẽ chặn, thì các bạn chỉ chặn bom vào một đường và một đường để bắn nhau. Và bây giờ Kin Gui có đẩy vào hay không? Còn một quả flash đến từ Michu, như vậy là quyết định bách 10B. Liệu đây có quyết định hợp lý? Zemlew đang góc kế rất đẹp và như vậy Zemlew chưa có bạn rồi. Trả một lửa đến từ Zemlew không thể vào được. Thêm một nét nữa rồi, bây giờ Zemlew lại đẩy ngược ra. Và chuẩn bị có vẻ như Hyper. Như vậy là Hyper hạ gục Zemlew rồi. Một tình huống rất kinh nghiệm đến từ Hyper. Biết được đối phương đứng sau quả bom lửa, lại quay về đánh bom xe à. Bây giờ chỉ còn một mình Flusa bom xe à. Olof vừa gục được Hyper khu vực shot, đi shot. Và giờ thì một mình Flusa cần phải có ít nhất một mạng, và đặc biệt là Flusa cần phải sống. Nếu Flusa chết chay thì khả năng rất cao là team Fnatic sẽ thua. Bây giờ thì tràn nó bom rồi, Flusa bị bàn yếu. Flusa đang lùi lại, di chuyển rất hay. Và như vậy là Michu có mạng của Dennis. Giờ thì đúng 3-4, Flusa có một mạng của Michu. Bom sẽ đặt thành công rồi, Mau sẽ đẩy vào. Các bạn thấy Mau đang góc đứng khá đẹp và như vậy là Mau chưa có bạn trong tình huống này. Bây giờ thì Mau nằm xuống hay không? Bắt đầu đẩy vào một bạn đến từ Olof Meister. Mau có cho mình một bạn khi góc được Krim Z rồi. Bây giờ thì Mau vẫn chưa để nằm xuống và như vậy là Mau nằm xuống rồi. Chỉ bây giờ là tình huống 1v2, có một quả smoke đến từ Flusa. Quả smoke sẽ ném trong bom. Bây giờ chúng ta xem quả smoke không phải ném trong bom và như vậy là ném thẳng khu vực nhà vệ sinh. Bom sẽ được gỡ và Olof sẽ là người cover. Và bây giờ Olof kết thúc thành công. Spero quá khó cho Spero tình huống rồi. Một tình huống mà Spero chắc chắn phải ra. Và Olof là người đã kê trước một góc đẹp hơn rất nhiều. Và lại là cái tà tích 2 orb. Các bạn thấy bắn 2 orb bom xe A. Bắn 2 orb trong khu vực bom xe A. Bắt bây giờ tiếp tục là tình huống first mid đến từ vị trí của Dennis. Như vậy không phải là first mid. Đây là một tình huống bắt được khu vực A-long tràn ra. Trong khi đó thì Kin Gui giờ họ đang vẫn đang hâu. Bắt đầu quả flash rất chính xác với Mau nằm xuống 7 ZMW rồi. Fnatic họ chủ động đẩy shot từ rất sớm. Các bạn thấy chiếm được khu vực A-shot, pick mạng và sau đó lùi về. Bây giờ thì họ đang kẹp vào như vậy. Tiếp tục thì Krim Z có mạng của Hyper, nhưng trước đó thì Hyper đã hạ gục được ZMW. Một tình huống đổi mạng ở tốc độ cao. Các bạn nhìn ở trên radar có một điều rất hay ở trong tình huống này. Đây các bạn để thấy các thành viên của team Kin Gui họ vẫn đang giữ rất xa, không có sự liên kết nhiều trong tình huống này, khi mà Sparrow hay Ralen và Michu đều ở rất xa. Bây giờ Michu có vẻ như đang muốn bò vào khu vực offside B. Tôi sẽ xem thử Michu sẽ làm gì. Michu đang đặt tâm. Michu đặt tâm khá là lạ lẫm. Và bây giờ Michu, như vậy là một tình huống kê nhảy check đến từ vị trí của Michu. Thời gian đang còn khá nhiều. Đây là quả smoke gì đây? Quả smoke
Tower. Vâng, quả smoke tower đứng ở đây ném ư. Bắt đầu tràn vào vòng CB. Một bạn đến từ Grim Z, Michu lấy được mạng Olof Meister. Bây giờ Spero hạ được Grim Z, nhưng ngay lập tức Nedit đẩy vào đổi được mạng Michu. Giờ thì cũng 2v1. Vâng, Flash được ném ra quá đẹp và chắc chắn là bù. Các bạn thấy quả Flash rất chất lượng đến từ Blusa, rất kinh nghiệm. Thêm một quả lửa trong bom, không cho đối phương đặt bom. Có vẻ như Nedit đọc được điều gì đó. Bây giờ thì bắt đầu bò xuống nước và chúng ta xem Nedit. Nedit kết thúc thành công Spero với tỷ số là 6-0 cho Fnatic. Vâng, Fnatic từ nãy giờ thì họ liên tục thắng nhưng mà round nào họ cũng mất 3 súng. Tuy nhiên thì số tiền của họ vẫn còn khá là nhiều. Tỷ số là 6-0 cho Fnatic rồi. Bây giờ thì bắt đầu đẩy, một tình huống đẩy Connector các bạn thấy. Olof có mạng Spero, hai thành viên Fnatic chủ động đẩy thẳng của Connector, nơi một mình Spero là người kê. Hai quả nét ném ra và sau đó thì Olof đẩy vào. Bây giờ thì Flash ném vào, Flash thôi. Và như vậy là Dedit là người làm xuống. Bom xe A đã clear rồi. Bắn rất bảo hiểm đến từ Fnatic. Và bây giờ thì lại là một tình huống retake bom đến từ Fnatic rồi. Tuy nhiên thì Blusa đang góc đứng rất đẹp và chúng ta hãy xem Blusa. Vâng, Blusa hàng về. Úi giời ơi, ngon quá. Vâng, quả nết được đồng đội ném vào mặt rất là đẹp đẽ. Và bây giờ Blusa là người kê móc, rất kinh nghiệm. Bắt đầu đi tích bom. Bây giờ thì Spero bị bắn yếu rồi. Bây giờ Spero vẫn như vậy là Spero nằm xuống bởi Krim Z. À không, đó là Hyper. Ralen đổi được một mạng của JW. Và bây giờ Ralen cũng bị A gục rồi. Và Blusa kết thúc được mau và tỷ số là 7-0 dành cho Fnatic. Quá là dễ dàng. Tỷ số là 7-0 dành cho các thành viên Fnatic. 7. Bây giờ thì Kin Gui họ đang hâu, bắt đầu đẩy dần. Bây giờ là một tình huống đánh chậm và chúng ta hãy xem Hyper sẽ đối đầu với Flusa. Một góc kề theo đúng kiểu tay to từ Flusa. Và như vậy là Flusa, ông Flusa vẫn có mạng của Hyper. Một góc kề khá dị. Bây giờ Dennis lại có mạng của Spero. Các bạn có thể thấy rằng là team Kin Gui họ đang khá là tù trận đấu ngày hôm nay. Những tình huống họ đánh được vào bom thì cũng không phải ít. Rất nhiều round đấu, Kin Gui đặt được bom và tiếp tục thì Krim Z hạ gục được màu rồi. 5v2, quá khó cho Kin Gui trong round có lần này. Tỷ số sẽ là 8-0 cho Fnatic thôi. Những tình huống đi lè đến từ Kin Gui và họ bị pick lè rất nhiều. Đây là một tình huống nhảy check, ném nết vào cửa khu vực cửa. Một tình huống nhảy check và khi các bạn nhìn thấy đối phương, các bạn sẽ đục qua được cái gỗ. Và bây giờ thì Michu hạ cũng Dedit ở bom xe lại clear này. Khá là hay các bạn thấy. Fnatic họ chia lẻ đội hình ra, họ đi hầu pick tách ra để đối đầu với nhau. Bây giờ thì Flusa vẫn đang nhá. Flusa nhìn thấy đối phương rồi. Chúng ta sẽ bom đặt và Flusa lại có mạng của Michu. Tràn vào bom. Bây giờ thì chắc chắn Flusa chuẩn bị có cho mình double kill. 10 viên đủ rồi và như vậy là Flusa kết thúc round đấu với tỷ số 8-0 trong Fnatic. Tuy nhiên mới việc đặt được bom thì round sau Kin Gui họ vẫn có thể full buy một cách bình thường, không vấn đề gì cả. Đẹp. Ngoài mình cũng không nhỏ lắm đâu. Ờ thì người mình gầy thôi, tại vì mình ăn uống cũng lười ăn. Còn về chiều cao thì cũng không thấp lắm. Cũng 1m5. Đâu phải là... À quên nhầm, 1m75. Không thấp đâu anh em ạ. Chỉ là gầy thôi. Bây giờ thì có vẻ như là một tình huống power tactic đến từ team Kin Gui rồi. Hơi khó. Hơi khó khi mà họ để thua đến 8 round liên tục. Trong khi đó thì Fnatic họ dù thắng 8 round thì số tiền của họ cũng không phải là quá nhiều. Thực ra thì Fnatic chỉ cần thua 2 round nữa thôi là Fnatic sẽ phải eco thôi.
Trận đấu này là trận đấu bom 1. Quay trở lại với trận đấu, tỷ số bây giờ là 8-0 và bây giờ quyết định đi hai con Nictor. Đẩy hai lâu đến từ Fnatic, họ lại thay đổi đội hình rồi. Đối mặt đang là Sparrow, nhưng Sparrow nằm xuống bởi Vulsa. Vâng, kề trước đến từ Sparrow nhưng cũng vẫn bị gục. Thực sự thì các thành viên của team Kingui họ đang bị outskill hoàn toàn rồi. Hơi khó đục, các bạn thấy một tình huống đục rất tốt của Allen. Và Diêm Lưu chỉ còn cho mình có 14 máu mà thôi. 14 máu. Bắt đầu bò lên và Michu, và như vậy Michu nhìn thấy đối phương. Michu chưa có mạng của Flusa. Các bạn đều thấy hai team đang tách đội hình ra để đấu với nhau. Bắt đầu là một huống đấu súng, và như vậy là Michu nằm xuống với Olof. Bây giờ thì Dennis lại có mạng của màu. Vâng, quá khó cho team Kingui rồi. Olof có cho mình double kill khi gục Hyper. Tỷ số sẽ là 9-0 cho Fnatic thôi. Một trận lại là một trận đấu dễ dàng. Vâng, chuyên mục của Leopard thì nó nhiều chuyện để kể lắm anh em ạ. Tí nữa mình sẽ kể chuyện cho những buổi tối kinh hoàng của mình hai ngày hôm nay. Mình thi đấu Leopard chắc phải để hết trận này. Phần nghỉ giữa giờ thì mình sẽ vào mình tâm sự với người lạ. Tỷ số thì chắc chắn sẽ là 9-0 ở trong Fnatic rồi. Hôm qua thì ốm. Người thì đã ốm rồi. Được chơi game thì có tí. Chơi với thằng Leopard 3 trận mà địt mẹ về nhà ốm nặng hơn. Khổ lắm anh em ạ. Chủ nhật không phải kèo mic mà là giải mic của Viking. Đây là giải mic private của Viking mà bọn mình giới hạn về rank, về mọi thứ. Các team, 8 team thi đấu vào sáng chủ nhật tuần này. Và tỷ số bây giờ là 9-0 cho Fnatic rồi. Quá là đơn giản. Vâng, anh em rảnh thì chủ nhật có thể lên Viking xem. Bảng A sẽ có sự xuất hiện của Leopard và team Chí Phèo. Bây giờ là một round fog bài của Kingui. Mình nghĩ là Kingui có thể phi láo một tí, mọi thứ sẽ dễ hơn. Một quả smoke rồi che mid cơ mà, che khu vực nhà vệ sinh, coi như là che hoàn toàn tầm nhìn của Dennis. Bây giờ thì bắt đầu bột lửa được ném ra khu vực nhà vệ sinh, bắt đầu chiếm khu vực nhà vệ sinh chậm rồi. Flash được ném ra long. Bây giờ thì chuẩn bị nhảy thẳng qua smoke. Các bạn thấy quả flash rất chính xác. Bây giờ nhảy qua smoke không được rồi. Vulsa có mạng của Hyper, quá là dễ dàng. Tiếp tục Dennis cạ gục được thành công Vraden. Nhưng em tức Michu đổi mạng của Vulsa. Giờ thì huống 3v4 tràn vào khu vực bom xe A rồi. Bây giờ thì bắt đầu tràn vào bom xe A. Đi đầu lang lai đây. Dennis đã gục được Michu rồi. Quá khó cho Kingui. Trận đấu một chiều mau có được một mạng của Dennis. Một tình huống đóng tech đài chất lượng. Và bây giờ Olof vẫn đang ở trong bom. Vâng, Olof còn trong bom rất khó. Bây giờ Olof phát hiện đối phương. Olof là player số 1 trong năm 2015 vừa rồi. Bây giờ thì bắt đầu tràn lên. Các bạn thấy bây giờ thì Olof có mạng Sparrow rồi. Màu có cho mình double kill. Tuy nhiên thì màu lộ vị trí hơi khó, thời gian không còn nhiều. Bom thì rơi ở giữa đường. Và bây giờ thì đang là một tình huống nhá đến từ vị trí của Zemlew. 1v2 có thể làm được, và như vậy là Mau có quyết định chạy về hay không? Như vậy là quyết định chạy về đến từ Mau không chạy về mà đang ngồi cố thủ lại. Có vẻ như CreamZ đọc được tình huống. Và bây giờ chúng ta xem CreamZ. CreamZ kết thúc được Mau và tỷ số là 10-0 dành cho Fnatic rồi. Vâng, 10-0 dành cho Fnatic rồi. Chết, đếm nhầm. Năm 2015, không phải vừa rồi được chưa? Bây giờ là một tình huống có lẽ là một tình huống muốn đẩy Connector đến từ Kingui. Bây giờ thì Vulsa đẩy rồi. Các bạn thấy quả lửa rất chất lượng. Còn 6 mau đến từ vị trí của Hyper. Fnatic trong trận đấu ngày hôm nay họ đang diễn tập một trò mới, đó là trò đẩy Connector.
Vâng, ném nết về một bên, ném lửa ở bên trái, sau đó thì đẩy con Hector. Khá là dị. Trước giờ thì không nhiều team người ta sử dụng cái bài này. Rất ít team đẩy con Hector. Trận đấu hơi một chiều. Trận đấu diễn ra hơi bị một chiều. Bây giờ thì các bạn thấy Kin Gui họ đang bắn quá tù. Một 50 giây rồi, thời gian 53 giây và họ vẫn đang ở khu vực T-Bay. Chưa chiếm được một cái khu vực nào cả. Vâng, Rale là người duy nhất đang hầu ở khu vực offside A. Nhưng Flusa lại đang người kê nối. Đang bắn đến 4A đến từ cái thành viên của Fnatic. Bắt đầu đánh B thì chỉ có một mình Grim Z mà thôi. Grim Z cần phải có ít nhất 2 mạng. Chứ nếu mà bị chiếm offside dễ dàng quá như vậy là quả flash để ra check. Sẽ là quả flash ném theo timing rồi, flash ném ra. Và như vậy là Grim Z tầm xuống chết chay rồi. Tình huống này retake sẽ rất khó và tiếp tục thì Ralen có mạng của Lusa. Bây giờ là tình huống 5v3. Vẫn đổi được một mạng đến từ vị trí của Dennis. Nhặt bom, đặt bom là điều đương nhiên. Nhưng không chiếm vững nước thì sẽ là một tình huống tốt hơn rồi. Bây giờ thì Ralen có mạng của Olof Meister. Dennis có đẩy vào hay không? Bây giờ thì Dennis đổi được một mạng của Ralen. Bắt đầu retake bom 3v2. Hơi khó khi mà chỉ còn có 22 máu đến từ JW mà thôi. Chúng ta xem Dennis đang di chuyển khá là kinh nghiệm. Lửa nó chạm vào giữa bom. Bây giờ thì Dennis nằm xuống với Sparrow rồi. Dìm lưu lấy được một mạng của Sparrow và có vẻ như là một tiếng quyết định xếp súng. Quyết định xếp súng đến các thành viên của team Fnatic. Tỷ số sẽ là 1-10 dành cho team Kin Gui. Và như vậy là Dìm lưu nằm xuống, không phải là một tiếng xếp súng. 1-10. Có lên 5 round hay không? Đây sẽ 13.000 tiền, 14.000 tiền đến từ vị trí của Dìm lưu. Lên được một khẩu op. Yếu tiền đến từ Fnatic rồi. Sẽ là một kỳ round quan trọng dành cho Kin Gui. Họ cần phải thắng round này để ép Fnatic và Eco. Các bạn có thấy thắng 10 round liên tiếp, vừa thua một round, full bài thêm một round nữa là yếu tiền. Thực ra là 10 round thắng Fnatic kỳ round nào cũng khá là vất vả. Bây giờ thì đẩy 2 A-Long. Ông một tiếng chủ động đẩy, một quả flash được búp ra. Bây giờ bắt đầu đẩy vào, bắt đầu đấu súng một bạn đến Flusa. Flusa nằm xuống rồi. Bây giờ thì Flusa bị bắn yếu và Flusa nằm xuống bởi Michu. Thì hoàn tốt Michu, lợi thế người thuộc về Kin Gui. Bây giờ thì Michu đang cố gắng tăng vào. Michu nhìn thấy đối phương, Michu có triple kill rồi. Thủ bắn rất tốt của Michu. 4v2, không thể có một cơ hội nào tốt hơn rồi. Kin Gui có cơ hội comeback trong trận đấu này. Một smoke được che khu vực A long xa. Và bây giờ tiếp tục là một quả flash ném ra, lửa được ném vào trong khu vực ô tô. Một tiếng fake bom xe A và đánh bom xe B. Trong bom xe B đang còn lại một mình Grim Z mà thôi. Và tôi muốn xem Grim Z. Grim Z phải có ít nhất 2 mạng ở tiếng này. Và bây giờ chúng ta xem Grim Z. Grim Z nằm xuống bởi Sparrow rồi. Bom xe B đã clear. Tỷ số sẽ là 2-10 cho Kin Gui. Sẽ làm tiếng xếp súng đến từ vị trí của JW. Chắc chắn là như vậy rồi. Comeback được hay không đây? Vâng, vớ vẩn lại comeback thì đó lại buồn cười. Trận này mà nó comeback thì phải gọi là hơi bị hài ước. 12 rồi để comeback. Vâng, JW đang định làm gì vậy? JW đang bò dần về khu vực bom xe B. Một pha xử lý. Đừng bảo với tôi không có kit, không thể ninja được. Có vẻ như đây là một vị trí xếp súng của JW. Mình nghĩ đây là một vị trí xếp súng của JW. Xếp súng vị trí khi mà JW đang đưa nó về vị trí chỉ nhìn một hướng thôi. Nhưng bom nổ ở đây nó có chết hay không? Bom nổ có lẽ là chỉ mất được nửa lít, đoán thế. Không, như vậy là mất 30 máu mà thôi. Một vị trí xếp súng khá là an toàn của JW. Tình huống rồi khi mà đưa JW về nhìn chỉ nhìn một hướng thôi. Full buy đến từ Fnatic rồi. Các bạn thấy rất là cục xúc. Drop một orb và mua thêm một khẩu orb nữa. Bây giờ thì nó là ta tích 2 orb và 3 UP15. Fnatic đang bắn rất cục trong trận đấu ngày hôm nay. Sẵn sàng mua UP15 và 2 orb. Bây giờ thì có vẻ thì Kin Gui họ đang muốn rớt B chăng. Đang bắn 3B đến từ Fnatic. Vẫn là một tình huống đánh chậm mà thôi. Flusa lại có cho mình một khẩu op rồi. Đang là một đội hình 3B và 2A. Bây giờ là một góc kê rất đẹp của Sparrow. Và như vậy JW nằm xuống với Sparrow rồi. Đổi ngay khẩu op. Bắt đầu bỏ bom sang B. Và bây giờ Michu có mạng của Lobaster. Vâng, bây giờ thì đánh vào. Chưa có mạng từ Dennis. Và như vậy Dennis nằm xuống với Hyper rồi. 4v2. Cream Z vừa đổi được một mạng của Sparrow thành công. Tuy nhiên thì rất là khó thì huống retake này. Bây giờ thì Michu nhìn thấy đối phương. Bom đặt rất đẹp. Một quả nết ném ra. 4 máu đến từ vị trí của Kin Michu.
Flusa chỉ còn cho mình 45 máu mà thôi. Bây giờ thì có lẽ Flusa và Kim Z nên xếp súng. Sẽ làm tình huống xếp súng đến từ hai player của Team Fnatic. Hai khẩu ọp, mỗi khẩu trị giá 4.750 đô. Xếp hai khẩu ọp này thì round sau có thể vẫn để chơi bài cục full bài tiếp được. Tỷ số sẽ là 30 dành cho King Gui trận đấu ngày hôm nay. Một vị trí ngáp. Và bây giờ Flusa bắn chiếc một pha rất lại ước. Và như vậy Flusa nằm xuống. Và các bạn thấy tình huống vừa rồi không? Michu là người đỏ máu, Flusa là người bắn sau lưng, bắn trượt. Và sau đó thì rút EP ra bắn vẫn trượt và nằm xuống. Một tình huống xử lý rất lại ước đến từ Flusa và không xếp thành công hai khẩu ọp. Như vậy có lẽ là một tình huống eco đến từ Fnatic rồi. Bây giờ thì GW đang có ọp, GW bắt buộc phải dùng khẩu ọp này để pick người thôi, để lấy lợi thế về cho các thành viên Fnatic đang hầu 4B. Và Crimz đang có ý định tò mò. Chúng ta hãy xem, Crimz rất cẩn thận. Dù rằng có một quả smoke ở đó nhưng Crimz vẫn rất cẩn thận và đẩy bom xe A rồi. Biết bom xe A clear đến từ Fnatic và bây giờ họ sẽ quay trở về bắn 3B, 3 trong side B. Còn GW đang đứng ở đâu thì tôi cần phải xem qua radar. Còn GW đứng ở B, như vậy là Crimz nằm xuống rồi. GW bắn trượt, GW chưa có mạng. 5m4 bắt đầu tràn B, như vậy là một tiếng fake B và bây giờ đi lùi về bom xe A. Olof đang có góc kề rất đẹp và chúng ta hãy xem. Không phải Olof và đó là Flusa. GW có mạng Spero. Bây giờ Flusa, vâng như vậy Flusa bắn lỗi. Flusa lộ vị trí hỏi một flash để trả ra và bây giờ Flusa tiếp tục với GW có double kill riêng mình. GW đang bắn rất tốt trong round lần này. Bây giờ để vào, GW có triple kill trước khi Olof nằm xuống về ra lên. Và Flusa, Flusa đang vẫn là một người gây khó chịu. Và như vậy là Dennis vừa đẩy ra vị chủ. Bây giờ thì Raiden có cho mình một mạng. Tiếp tục thì Raiden làm sao đây? GW có cho mình qua là kill không? Như vậy là qua là kill đến từ vị trí của GW. Tỷ số là 11-3 dành cho Fnatic. Một round mà GW cầm ọp rất là hiệu quả. Các thành viên của team King Gui cũng ra đấu vừa rồi, họ mắc một cái sai lầm rất lớn. Đó họ hold để đánh B quá chậm, để cho Fnatic họ đẩy được bom xe A. Một tình huống đẩy thẳng vào khu vực gần như là hoàn toàn khu vực bom xe A. Và các thành viên Fnatic biết hoàn toàn bom xe A đã clear. Và như vậy họ bách về bắn 3B trong tình huống vừa rồi. Vâng, 3B thì đánh vào B rất là khó. Và đặc biệt là thanh niên GW còn cầm một khẩu ọp trong cái round đấu vừa rồi. Và bây giờ thì vẫn là một round full buy đến từ King Gui tiếp. Một góc kê ọp đẹp đến từ Dennis. Bắn láo như vậy là một tình huống nhá rất tốt. Một tình huống nhá nửa người. Thực ra là những tình huống đó là nhá cánh tay các bạn ạ. Nhá những tình huống nhá theo cánh tay chứ không phải là nhá người. Và bây giờ thì Flusa như vậy đã bỏ qua smoke. Và Flusa nhìn thấy Michu rồi. Nhìn thấy cái bóng của Michu. Một góc kề đẹp đến từ vị trí Dennis. Và về quả nết trả vào quả nết chất lượng. Rồi ôi, và Flusa kết thúc được Michu. Bốn tỷ và bây giờ Flusa có double kill rồi. Bàn tay rất to đổi được một mạng đến từ vị trí của Hyper. Nhưng ngay lập tức thì bao Z nào xuống về Crimz ở khu vực bom side B. Bây giờ là tình huống 2m4. Rất khó cho King Gui trong round đấu này. Vâng, Raland và Hyper là hai người duy nhất còn sống. Bây giờ Raland phải có mạng, bắt buộc phải có mạng. Một góc kề các bạn được thấy check rất kỹ đến từ Raland. Raland đối đầu với Dennis và như vậy là Raland bắn yếu được Dennis mà thôi. Một smoke được trả vào. Bây giờ thì Hyper phải có cho mình hai mạng của tình này. Chúng ta sẽ Hyper làm gì. Như vậy là Hyper nằm xuống bên Dennis rồi. Quá khó. Và bây giờ thì chỉ còn lại một mình, đó là Raland mà thôi. Như vậy là Raland hạ gục được Dennis 1v3. 34 giây đủ để xử lý. Đặt bom xong và xử lý và chúng ta hãy xem. Không đặt bom. Bây giờ thì bắt đầu Raland muốn bỏ xuống. Nhìn thấy đối phương rồi. Raland bị hạ gục, tỷ số là 12-3 dành cho Fnatic. Trận đấu khá là dễ dàng cho các thành viên Fnatic. Hai ngày hôm nay qua mình lên mình chơi bảo chơi mấy trận vui vui với cả thanh niên Leo Pass mà chơi xong thì kéo thấy niềm vui đâu các anh các bạn ạ. Chơi xong chỉ muốn nghỉ game thôi. Cuộc đời nó rất là buồn. Mình chơi xong mình thấy hối hận vãi lồn, tại sao mình lại hôm qua ngu thế nhở. Lên chơi còn rủ nó ngồi cạnh. Chơi xong đang ốm thì mẹ về ốm nặng hơn. Mệt vãi cả lồn. Mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác. Kiểu thấy cuộc đời mất hết cả niềm vui. Sống, mình sống thì làm cái gì đấy.
Bao nhiêu niềm vui hứng khởi lúc đầu bảo lên chơi game. Chơi được 3 game xong về thì mẹ chỉ muốn giải nghệ thôi. Buồn cuộc đời. Thật sự là bất lực. Sau bắt đầu lại tiếp tục hôm nay. Mình với ông anh mình lên. Hai anh em lên. Gọi thằng Leo Bát lên và thôi hôm nay ba anh em chơi nhau. Chắc nó không đến mức nào. Thế thì mẹ hôm nay chơi thì lại như hôm qua. Thế là vừa về đến nhà thì ông anh mình ông cũng kêu về việc ông cũng muốn nghỉ game. Ông chán lắm rồi. Thằng Leo Bát đang làm cho anh em có tinh thần nghỉ game giải nghệ sớm hay sao ấy. Buồn. Hôm nay mình chơi các bạn hiểu có một cái round như thế này. Nó đến mức như này. Mình chạy một đường mình làm 4 thằng. Clear bomb B. Thế là Chí Phèo rủ đội Leo Bát vào bomb Saya đặt bom. Thế là để cho cái thằng trong Saya nó bắn chết cả 4 thằng luôn. Vãi lồn. Thế sau mình còn 11 máu mới chạy về nó bắn phát chết các mẹ mình luôn. Thế là thua. Mình đéo biết nói câu gì nữa. Mình giết 4 thằng mất có 20 mấy giây. Tổng cộng là hơn 20 giây. Đồng đội mình 4 ông chết cũng trong khoảng 20 giây. Không còn gì để nói nữa. 5v1. Vâng các bạn phải hiểu nó là 5v1. Thua. Không biết nói câu gì. Bất lực rồi. Hôm nay thì ông anh cũng bảo là chán. Từ qua giờ mình chơi Leo Bát 7 trận. Mình chơi Leo Bát 7 trận mà. Mà mình đéo thắng được một trận nào các bạn ạ. Vâng, từ hôm qua giờ chơi game chỉ có thua rồi. Tôi hiểu, giờ mất hết cả niềm tin vào game rồi. Cha chơi game cha thích niềm vui đéo gì cả. Bực đéo thể tả được. Chơi game trong những bất lực. Trong tất cả tình huống. Thế nói là gì? Nó giống như kiểu Alu nó bắn cho SK Gaming đấy. 6-1-4 đấy. Bắn Leo Bát vậy. Hại não lắm. Hôm nay thì mình với Bunny cho thằng Leo Bát nó làm cap luôn. Thích làm cap cho làm cap luôn. Và chỉ đạo cứ tí lại. Captain Leo ta thích cái round này là gì đấy. Vâng, có một round nó xảy ra như này này. Nó bảo là nó với cả Chí Phèo đi fake B. Thế là anh em nhà nó ôm nhau đi fake B. Hai ông giết được một chết hai. Thế là đi mẹ sau nó bảo là ui fake được B rồi đấy. Thế là bọn mình vào A thì mẹ còn nguyên ba thằng A. Hai thằng A một mid. Nhưng mà bọn mình vả thì chết ai là A thì nó bảo đấy. Nhờ công em ấy. Em fake B thành công anh ạ. Fake đéo thì mẹ vào A vẫn hai thằng ngồi im trong A nó nhìn đều của mình. Cuộc đời dạo này nó buồn phiền thật. Quá là đáng thương. Đã ốm rồi. Đi chơi trận game về ốm thêm. Địt mẹ. Hối hận hôm qua chơi xong về mình hối hận. Nếu hiểu hôm qua mình ra đây làm cái lồn gì. Nếu hiểu hôm qua mình ra mình chơi cái gì. Chơi về ốm nặng hơn. Buồn phiền ức chế không người. Dạo này chơi game không thấy niềm vui đâu anh em ạ. Nếu biết làm nào bây giờ. Tối nay lại thế đấy. Cái trận vừa rồi đấy. Cũng tại thằng Leo Bát đấy. Cuối cùng anh em thì nó bắn đến 15-15 nên là mình cát vào cát nó muộn. Cố trận phải ít thì vào muộn mất 30 phút hơn gần 40 phút. Tỷ số bây giờ là 12-3 dành cho Fnatic. Bây giờ là các thành viên của team Fnatic họ đang đi shot. Bây giờ đi đẩy shot ra, một bạn ra lên, mau có cho mình một bạn. Michu Hoàng cùng Olof Easter. Giờ thì khó lắm Fnatic rồi. Bắt đầu tù đến từ các thành viên Fnatic. Fnatic không phải là một team bắn tì sai, mau phát quá tốt. Bây giờ thì Flusa đổi được một mạng của Michu. Một tình huống headshot rất tốt của Flusa. Có vẻ những các thành viên Fnatic đều biết Dennis ở đâu rồi. Ra lên đang góc kê đẹp và chúng ta xem Flusa. Flusa tiếp tục sẽ đấu súng. Bây giờ Flusa chưa có double kill. Di chuyển vào khu vực bom xe B. Vâng, cái đéo gì vậy? Như vậy là Kin Gui đang bỏ hẳn hoàn toàn khu vực bom xe B. Khá là mạo hiểm đến từ Kin Gui. Ralen đang đẩy vào. Và bây giờ thì Dennis. Một flash ném vào. Bây giờ chúng ta xem Dennis. Dennis có được mạng của Hyper rồi. Bắt đầu chơi retake bom. Vâng, bom đặt rất đẹp. Không phải là một bom dễ retake khi mà không có smoke đến từ Kin Gui. Hơi khó. Và bây giờ chúng ta xem một tình huống retake đến từ cái team Kin Gui. Có mạng hay không? Như vậy là chưa có mạng. Dennis với Vulusa mỗi người có một mạng. Vâng, cái đéo gì đang xảy ra? Tôi đang xem cái đéo gì vậy? Team Kin Gui ơi chứ. Cái gì vậy? 5v2. Vâng các bạn thấy tình huống 5v2. Và Kin Gui thua. Không giết được một ai cả. Vâng cái gì đang xảy ra vậy?
5-2 và team Kid Gui thua. Không hiểu lôi nhau làm gì ra tận 5 shot trong tình huống vừa rồi. Trong khi đó bom chưa được đặt, bom chưa rơi, chưa gì cả. Tình huống rồi nếu mà là bom rơi thì mọi thứ nó có thể khác. Nhưng mà Plusa vẫn cầm bom, bom không rơi. Thế ra 5 shot ôm nhau ở shot để làm cái gì? Tại sao không đẩy ngược lại? 2-5 thua không giết được một ai cả. Thật sự là một tình huống để đời đến từ các thành viên Kid Gui. Bây giờ thì các thành viên và Tích họ đang chủ động bò bao xe. Có vẻ như trận đấu sẽ kết thúc sớm rồi. Một bạn đến từ Dennis, một tình huống solo aim. Và Dennis thể hiện đẳng cấp của mình. Dennis cũng là một trong số những player khả năng aim cực kỳ tốt hiện nay. Bây giờ thì JW vừa nhìn thấy đối phương. JW đẩy ra và JW hạ gục thành công Sparrow. Double kill đến từ JW. Và tỷ số bây giờ là 14-3 dành cho Fnatic. Vâng, bát cơm lúc mình gọi từ nãy giờ nó vẫn còn đây. Cơm thì chưa được ăn từ tối đến giờ, cũng chỉ vì leo pass các bạn ạ. Cơm đã kịp ăn hay làm gì đâu, bực đéo thể tả được khi chơi thằng leo pass. Không, mình đang ở bên bên Viking 3, Viking FPS. Cái gì thế này? 2-3, có làm được hay không? Như vậy sẽ đến có một bạn. Vâng, ô lốp hạ gục mau Z rồi. Mình thì thực ra là các bạn phải hiểu là ở bên công viên này thì anh em chơi CSGO nó rất là đông vui. Nên mình hay chỉ ở bên này thôi. Hôm trước mình có một lần duy nhất, cái hôm mà mình chuẩn bị bay vào Nam ấy, thì anh Hoàn có hẹn sang Viking thành công. Đấy là lần đầu tiên mình vào Viking thành công. Nhưng mà vào nó thực sự là mình đang ở bên Viking 3, nó như kiểu nhà mình ấy. Nó vui lắm. Nhân viên rồi tất cả mọi thứ mình đều quen biết. Không gian mọi thứ. Thì mình sang bên Viking 3, Viking thành công nó lạc lõng. Cảm giác như kiểu một nơi lạ lẫm. Lên thì bắt đầu toàn thấy LOL đang chơi thôi. Chả thấy CSGO đâu cả. Sang bên Viking bên kia thì thực sự là thấy nó nhân viên thì không quen mấy, mà toàn người chơi LOL, gần như không thấy ai chơi CSGO cả. Sang nó nhìn nó buồn lắm, nó không, mình cảm giác không khí nó không có. Bên này toàn anh em chơi CSGO, sang cảm giác kiểu vào đến nơi phát chào hỏi anh em làm thứ gì thấy vui hơn. Ở như vậy là không đẩy qua smoke được đến từ JW. Tỷ số có lẽ sẽ là 45 dành cho Kid Gui. Thực ra thì tranh thủ lúc này thì mình sẽ kể luôn về quãng đường chơi CSGO của mình. Những cái nơi mình chơi CSGO thì gần như là cái nơi tốt nhất của CSGO từ trước đến giờ. Thời điểm đầu tiên thì mình chơi ở quán nó gọi là Zero. Ngày xưa Zero là quán duy nhất ở miền Bắc mình có chip xe ông à? Chính xác là như vậy. Quán Zero ngày xưa chính là quán tập luyện của team Legion.go. Không biết anh em nào biết cái team Legion.go không? Legion.go.go chính là cái team ngày xưa
team Scarlet cũ. Trước khi vào Scarlet thì họ để tên là Legion.go. Thì ngày xưa Legion.go cũng tập luyện ở quán Ozone ở Đặng Tiến Đông đó. Sau cái thời điểm đó thì bắt đầu bọn mình chuyển sang khi mà bắt đầu có Saizone. Đầu tiên là mình chơi Saizone, sau với cả cậu với cả Đặng Tiến Đông. Sau đó một đợt thì bọn mình chuyển sang bên quán Gosu. Sau đó thì bắt đầu bọn mình ấy trở về cái quán Saizone của Chùa Bộc. Saizone Chùa Bộc cũng là một nơi mà bọn mình có thời gian chơi khá là dài. Tuy nhiên khi mà Saizone ở Chùa Bộc bắt đầu xuống cấp, mọi thứ xuống cấp và màn 1-4 bắt đầu xuất hiện, thì bắt đầu đợt đó là đợt Impa Lê Trọng Tấn nổi lên với 40 màn 144 LG. Cyber đầu tiên có 40 màn 144, số lượng màn 144 HZ nhiều nhất ở Việt Nam. 40 màn ở Lê Trọng Tấn. Bọn mình đợt đấy thì tất cả đều ở bên tập luyện bên bên đó. Vâng, cái gì vậy? Bây giờ thì GMLU có clut hay không đây? 1v3. Và chúng ta xem GMLU sẽ làm gì đây. Một lửa để trả ra. Có biết đối phương không? GMLU đang làm điều khá liều lĩnh khi đứng trong smoke. Các bạn thấy quả smoke này mà tan thì GMLU coi như đái ra máu. Và chúng ta xem Mau đang rất bình tĩnh. Quả smoke sẽ tan. Và Mau đối đầu với GMLU. Và như vậy là Mau đối đầu với GMLU. Và ai sẽ người chiến thắng? Và như vậy là Mau kết thúc được GMLU. Các bạn thấy một pha xử lý hơi liều lĩnh của GMLU. Nếu nó là quả tham minh thì đứng trong smoke sẽ là một cái rất là bất ngờ. Nhưng nó lại là một cái khoảng thời gian còn rất nhiều, rất dài. Đứng trong smoke là một điều rất nguy hiểm. Khi quả smoke tan thì GMLU không còn góc để di chuyển nhiều. Vâng, Saizone Chùa Bộc lúc đầu ngon, thế sau bắt đầu nó cũng xuống thì bọn mình chuyển sang Impa Lê Trọng Tấn. Nhưng mà sau khi ngồi Impa được một thời gian thì bắt đầu có một quán, đó là chính là quán Dũng Béo mở ra. Và mình cũng quen luôn. Và cũng từ quán Dũng Béo thì bọn mình nó mới ra được cái tổ chức 500 này. Ngày đó ở Dũng Béo thì có mình, anh Dũng, Kazima. Anh Kazima ngày đấy là quản lý quán. Thằng em mình nữa, thằng Hưng chính là thằng lập lên cái 500 anh em này. Tất cả anh em hồi đấy tụ tập ở đấy vui lắm. Tại vì quán đấy ngày xưa là, bây giờ nó vẫn thế, 50 năm màn 144 mà nó lại còn rẻ. Tuy nhiên nó cũng mang tính chất là nét cỏ thật. Và sau khi anh Dũng rời khỏi Dũng Béo chuyển sang Viking thì bắt đầu tất cả bọn mình cũng chuyển luôn sang bên này. Vâng, VN Shooter á, mình tất nhiên là mình nhớ VN Shooter rồi. Tại vì các bạn phải hiểu rằng mình có một chức vô địch với cái tên của VN Shooter. Ngày xưa thì mình bọn mình đã thi đấu cái giải sinh viên dưới cái tên đó là VN Shooter. Chính là line up của mình: Leopard, Vancouver, Sydney ngắn. Đấy là giải sinh viên toàn quốc. Và bọn mình thi đấu dưới cái tên VN Shooter. Khi mà bọn mình được admin của bên VN Shooter họ hỗ trợ khá. Cái tên khá là hay. Có một giải đấu bọn mình thi đấu và bọn mình vô địch cái giải đấu đấy. Bắt đầu đánh bom xe A và chúng ta xem ra lên. Một quả flash đẩy vào đến ra lên. Ra lên có một mạng rất ngọt sớt. Thêm flash để trả ra, các bạn thấy flash ném lên thẳng lên trời rất nhiều. Những quả flash đấy rất là khó chịu. Bây giờ thì Olof vừa bị bắn yếu. Bắt đầu tràn vào bom xe A và đẩy vào smoke hay không? Như vậy không được. Sparrow có một bạn. Sparrow có được một kill. Olof yếu máu rồi. Vâng, Olof nằm số 7 Hyper. Tiếp tục và cuối cùng thì Crimson bị gục bởi Ralen. Và tỷ số là 65 dành cho Kingui. Vâng, 65 dành cho Kingui. Ngày xưa thì 1 HP cãi nhau với VN Shooter khá, nhưng mà VN Shooter không lên được mấy. Quán Dũng Béo thì nằm ở vị trí đó là ngay sau ký túc xá trường đại học kinh tế quốc dân. Vâng, Dũng Béo thì các bạn phải hiểu có một đặc điểm là 5.000 một tiếng. Chuột Rui màn 144. Chơi đêm thì có 2.000 một tiếng thôi. Thì ra là ngày xưa mình ngồi nhiều. Bây giờ là một tiếng định rớt bom xe A. Tràn lên khá nhanh từ phần tích. 1 phút 35 giây họ đã bắt đầu cô trôn nhà vệ sinh rồi. Tăng vào và bây giờ thì Olof. Olof có mạng của Mau, các bạn thấy. Bắn tay rất to từ Olof và bây giờ là một tiếng đấu súng. Bây giờ ra lên đổi một mạng của GMLU. Spezo có mạng của Dennis. Bây giờ quay về đánh bom xe B. Vâng, chạy qua smoke khá là láo lồn đến từ vị trí của Olof. Olof nằm xuống rồi. Vâng, tràn vào bom xe B. Và tiếp tục chuẩn bị nằm xuống đến từ Vlusa. 6 máu quắc lên nữa. Bom sẽ là một tình huống di chuyển vào B. Cố gắng đặt bom đến từ Crimson. Clut thì có lẽ là không thể. Như vậy là Crimson nằm xuống ở Bichu. Tỷ số là 75 dành cho Kingu. Vâng, Dũng Béo là dùng EC2A. Ngày xưa thì bọn mình có một thời gian là mình thi đấu với team Dũng Béo mà. Bọn mình chính là team Dũng Béo, cũng lại mình với Leopard. Mọi người không biết là mình đi theo cái thằng Leopard này bao nhiêu năm rồi. Từ những cái năm đầu tiên
từ những cái giải đầu tiên của group VN Set Go. Khi đó là các bạn hiểu là cái giải mà do anh Phan Sĩ Hoàng, anh Phan Sĩ Hoàng làm giải, giải online. Ngày đấy mình với Leo đã cùng một team rồi. Và đến bây giờ thì mình với thằng Leo Phát nó vẫn cùng team. Ngày xưa thì Viking có combo đêm 40.000, 50.000 và 60.000 tùy từng khu vực. Anh em có thể đến để tham khảo. Ngày xưa thì mình chơi với nó thì mình thấy nó còn dậy được. Mà sau dạo này mình thấy nó bất lực vãi lồn anh em ạ. Ngày xưa thì chơi con thấy bảo ư thì chửi thì có hy vọng. Mà dạo này mình thấy nó, mọi thứ nó vô vọng lắm. Chơi với cả cái thằng Leopard giờ bất lực. Chả biết làm cái đéo gì nữa, không thể. Nói thẳng các bạn là giờ nó không thể làm gì được. Bây giờ thì tràn nó bom CB, một bạn đi từ bao, mau làm số 7 Volusa rồi. Bây giờ thì chú lại xem Jim Liu tăng vào, Jim Liu có mình một bạn, Jim Liu có đắp một kill, tình huống xuyên táo từ Jim Liu. Giờ là tình huống 2m3, bắt đầu đi tích bom, Spezo đổi một mạng của Jim Liu, Nết được trả vào trong bom. Vâng, Nết cũng chỉ cấu được cho mình có 60 máu thôi, một tình huống stack đến thứ hai thành viên của team Kingui. Bây giờ vẫn đang nằm trong bom, rất điếm. Như vậy là Lalen vừa có mạng của Olof, bây giờ một mình Crimson. Và chúng ta hãy xem Crimson. Crimson có cho mình một mạng của Lalen. Crimson chỉ còn 30 máu thôi, không có smoke đến từ vị trí của Spero. Hơi khó Spero rồi, bắt đầu đi đẩy lên. Và như vậy là Crimson nằm xuống với Spero. Tỷ số là 85 dành cho Kim rồi. Cẩn thận với handicap đấy. Vâng, cẩn thận với handicap. Không, thực ra Leopard nó chơi mình rất lâu rồi. Ngày xưa mình nói nó còn vâng vâng dạ dạ. Mà giờ thì mẹ anh em hiểu, nói nó ngồi nó cãi thẳng cứng luôn. Lại bắt đầu thì mẹ điệp khúc của Leopard là anh phải để yên em mới xử lý được chứ. Vâng, nhưng mà ngồi nhìn em xử lý thì thôi nhí con cặc. Đéo phải tả. Hôm nay thì chưa khỏi ốm. Hôm nay vẫn chưa khỏi ốm. Chỉ là đủ thể lực để cát thôi. Một tình huống stack đến từ hai player Fnatic và sẽ nhìn thấy nhiều thứ. Và như vậy thì đúng rồi, một bạn đến từ Pichu, nhưng Pichu nằm chỗ này bởi JW. Và giờ là một tình huống đấu súng, có vẻ như trận đấu sắp kết thúc rồi. Vâng, tiếp tục thì Sparrow nằm xuống, đổi được một mạng đến từ Mau, nhưng Mau không còn cho mình nhiều máu cho lắm. Mau chỉ còn 40 máu rồi. Bây giờ là tình huống 3v3. Chúng ta hãy cùng xem. Tôi nhìn thấy một cái điều đó rất hay, đó là Ralen. Ralen đang lấp nấp rất điếm ở đây. Vâng, quay về đánh bom xe B đến từ các thành viên Fnatic. Một quả smoke được che khu vực trong cao, thêm một quả smoke được che khu vực dưới nước nữa. Và Mau đang bị quay một quả smoke hơi hở. Thành viên Mau cần phải làm được điều gì đó. Chúng ta sẽ Mau xử lý như nào. Bây giờ thì Mau có nhìn thấy đối phương hay không? Bỏ qua smoke đến từ Volusa thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Volusa mà chiếm vững nước thì chắc chắn là Fnatic sẽ thắng rau này. Ta sẽ Volusa nhìn thấy gì đó. Như vậy là Volusa có mạng của Mau Z rồi. Một tình huống hiện chấm đỏ lên radar. Bây giờ thì Volusa chuẩn bị có double kill hay không? Các bạn hiểu là khi một quả smoke gần tan, các bạn sẽ nhìn thấy chấm đỏ trên radar trước khi các bạn nhìn trên màn hình thấy địch. Thế nên kinh nghiệm khi một quả smoke gần tan, các bạn phải nhìn tập trung trên radar. Và như vậy đúng như dự đoán, Flusa có double kill. Giờ thì quá khó rồi, Ralen 16 máu và Ralen nằm xuống. Tỷ số là 16-8 thành cho các thành viên Fnatic.